Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp nói về kế hoạch giải cứu bé 10 tuổi rơi ở hố sâu. Tối ngày 2 tháng 1, các lực lượng chức năng vẫn ra sức làm việc để cứu bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất. Liên quan vụ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp bị rơi xuống ống cọc bê tông sâu 35m, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo đã chia sẻ với báo chí về công tác giải cứu. Tối ngày 2 tháng 1, ông cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã xoáy cột được 31/36m. Theo kế hoạch, đêm ngày 2 tháng 1, tổ công tác quyết tâm hạ được 5m đất cứng còn lại, đồng thời đưa cột bê tông bé trai rơi xuống lên. Đến thời điểm này đã gần đạt được kết quả rồi. Chúng tôi sẽ hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ trước sáng mai, ông Bảo nói. Nói về những khó khăn khi giải cứu bé trai, vị Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp thẳng thắn cho rằng do ảnh hưởng về địa chất địa tầng, về thiết bị điều động từ nơi xa đến nên mọi thứ không chủ động được. Chiều cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, hàng trăm cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình, đại diện các sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ có mặt ở hiện trường công trình cầu dọc sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi. Tại đây, các lực lượng chức năng chuyên môn dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành ống bê tông để giảm ma sát. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu, đây là phương án ưu tiên. Sau khi làm mềm đất đá sẽ dùng phương tiện chuyên dụng để kéo ống lên. Sau đó lực lượng công binh của quân khu 9 sẽ dò tìm vị trí của bé trai, tiếp đến cắt ống để cứu nạn nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiên lượng khả năng sống sót của bé trai thấp do bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí. Trước đó, trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi cùng 3 người bạn vào công trình trên. Tại đây, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất.